Nhà đất Tây Ninh xin thân ái chào cô chú anh chị và các bạn nhà chủ đầu tư gần xa. Hôm nay nhà đất Tây Ninh sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mình một lô đất mới. Lô đất này được tọa lạc ở khu phố Hòa Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện trạng đất mình là nằm mặt tiền đường nhựa, rất là gần khu công nghiệp và chợ An Hòa, phường An Hòa, cô chú anh chị. Thì tổng diện tích đất của mình là 384,7 mét vuông, là 14,5 m nhân 28 m, là có 200 thổ cư. Giá bán là 240 triệu một m, còn thương lượng với cô chú anh chị. Thì đây, nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị các bạn mình ha. Thì đất từ hàng rào này đã được phân chia ranh giới rõ ràng. Đây. Cửa hậu trụ rào bên trong. Cái cửa vô của mình đây. Thì từ lô rào bên trong này mình sẽ đi ngang qua đây đó, từ đầu bên trong ha, ngăn hết ráo rồi. Đất mình hiện trạng là đang trồng vườn mít nè, cây bưởi nè. Thì từ đầu đầu đây mình sẽ ngang qua tới bên này luôn, là 14,5 mét, là 14 mét rưỡi. Đây mình sẽ tới rồi đây, tất cả đất mình được rào B40 giáp ranh với đất người ta này. Lô đất này rất là lớn và đẹp ha. Đường này sẽ thông ra đường trục chính An Lợi ra quốc lộ 22 về Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và ngược lại là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi quay lại vị trí đất của mình, thì từ trụ rào này mình sẽ đổ qua bên kia là 14 mét rưỡi nhân 28 mét, là có 200 thổ cư. Chủ báo giá là 240 triệu một mét, còn thương lượng. Đường này mình sẽ ra chợ An Hòa rất là nhanh luôn. Và đường trục chính Nguyễn Du về phường An Hòa và chợ mới thị xã Trảng Bàng và trung tâm thị xã Trảng Bàng cũng về bến xe An Sương luôn. Nói chung ở đây mình sẽ có hai hướng đi, đường nào cũng thông tứ hướng. Rồi, em xin nhắc lại của chú anh chị ha. Đất mình được gọi là khu phố An Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì diện tích đất của mình là 384,7 mét vuông. Thửa đất của mình là 14,5 nhân 28, có 200 thổ cư. Chủ bán là 240 triệu một mét, còn thương lượng. Thì từ vị trí đất của mình ra chợ An Hòa là 1,7 km, ra khu công nghiệp Thành Công là 2 km. Về trung tâm thị xã Trảng Bàng là 4,5 km, về khu công nghiệp Trảng Bàng là 7 km, về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là 19 km, về bến xe An Sương là 38 km. Thì vị trí đất của mình sẽ nằm giữa hai khu công nghiệp Thành Công và khu công nghiệp Trảng Bàng. Như cô chú anh chị, thì hiện trạng đất là sạch sẽ, cao ráo, không màu mỡ, sổ hồng chính chủ, sang tên nhanh chóng. Rồi cô chú anh chị mình có nhu cầu liên hệ điện thoại Zalo 0878948369. Xin chân thành cảm ơn. Thì bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị mình ra một đoạn đường An Lợi để ra phường An Hòa, chợ An Hòa, khu nghiệp Thành Công, đi một đoạn đường để xem ha, chi tiết hơn. Rồi, hướng này mình sẽ ra trục chính An Lợi khoảng 300 mét của chú anh chị. Thì đường trục chính An Lợi này mình sẽ về chợ An Hòa và khu nghiệp Thành Công và ngược lại là ra quốc lộ 22. Thì từ vị trí đất của mình sẽ ra khu công nghiệp Thành Công là 1,7 km. Ôi, xin lỗi, ra chợ An Hòa là 1,7 km, và chợ khu công nghiệp Thành Công là 2 km. Ở đây dân cư đông đúc nha, nhà trọ cũng rất là nhiều. Cho nên cô chú anh chị mình đầu tư lô đất này xây trọ rất ok, nhà nghỉ. Khu vực An Hòa là trung tâm đất đỏ của khu vực Trảng Bàng. Vậy thì nó gần khu công nghiệp. Buôn bán kinh tế thì
là thuận tiện luôn. Tương lai Trảng Bàng cũng lên thành phố của chúng chị cũng biết rồi, rất là phát triển. Trảng Bàng là nằm giữa cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm kinh tế hạt nhân của tỉnh, đặc biệt là An Hòa của chúng chị. Chị thấy bên ngoài ha, đường này sẽ nó rộng lên là mặt đường hình là 20m cho chúng chị ha. Thì tùy mặt đường nhựa này là trục chính của An Lợi sẽ vô vị trí đất của mình là khoảng 300m của chúng chị, rất là gần luôn. Mình chạy chậm cho cô chính trị quan sát đường xá dân cư như thế nào. Chỉ 240 triệu một mét còn thương lượng là rất rẻ luôn, đất mặt đường tiền nhựa thông. Rẻ hơn khu vực cam kết của chính trị mình luôn. Lô đất của mình là rẻ nhất khu vực ở đây luôn. Hiện trạng tất cả các đường nhựa thông đều là 250 trở lên. Mà hậu cũng không được đẹp lắm nha. Luôn đất mình rất đẹp. Rồi mình thẳng tiến đó là sau là chợ An Hòa. Mặt sau chợ An Hòa. Đây mình ra đường trục chính Nguyễn Du, mình đi hướng này là sau chợ An Hòa, thẳng qua công nghiệp Thành Thành Công luôn của chúng chị. Đây là mặt sau chợ của chúng chị, mặt trước là ở trước kia đường trục chính Nguyễn Du, mình đi đường sau cho tiện thôi. Đây phía sau rồi, tới ngã ba trước mình sẽ rẽ phải là sẽ qua khu công nghiệp Thành Công, chỉ 200-300m thôi. Rồi đến đây em sẽ kết thúc video, chúc cô chú anh chị mình xem video, đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất và lựa chọn được lô đất đầu tư hợp lý. Xin chân thành cảm ơn.